Chương trình này được bảo trợ bởi TNT Electrical, chuyên mua bán lắp đặt máy lạnh cho nhà cửa và hãng xưởng, giá ưu đãi cho quý đồng hương. Mọi chi tiết xin liên lạc thắng qua số 0424 936 789. Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Thế giới của Đài truyền hình VTV. Và kính thưa quý vị, một lần nữa luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ cùng đồng hành với Kim Hoàng trong chương trình ngày hôm nay. Kính chào luật sư Thân. Vâng, xin chào chị Hoàng, xin kính chào quý khán giả của VTV. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, đại dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn đang tiếp tục lây lan một cách phi mã, mà ngày hôm nay đã có trên 38 triệu người nhiễm bệnh. Và trong số đó cũng đã có nhiều người được chữa trị khỏi bệnh, và Tổng thống Mỹ Donald Trump là một người trong số những người may mắn đã được chữa trị sau hơn 9 ngày dương tính với COVID-19. Và ngay sau khi bác sĩ của Tòa Bạch Ốc tuyên bố Tổng thống Trump âm tính với COVID-19, thì ông đã trở lại cuộc đua vào những chặng cuối cùng để mà có thể gặp gỡ cử tri của những cái tiểu bang mà đang được coi cho là chiến trường. Và trong những cái cuộc gặp gỡ này, Tổng thống Donald Trump cũng đã tỏ ra khá là tự tin khi ông đã không sử dụng khẩu trang, và ông cũng sẵn sàng chào đón và ôm hôn những người ủng hộ. Và đó là những hành động mà mọi người cho rằng Tổng thống Trump đang muốn lấy lại lòng tin của cử tri, là ông thật sự đã âm tính với COVID-19. Liệu rằng những hành động của Tổng thống Trump có thay đổi được tình hình với cái khoảng cách đang rất lớn giữa ông Trump và ông Joe Biden hay không thưa anh? Có lẽ rất là khó. Trong chính trị thì chúng ta không thể nói cái gì là không có thể xảy ra. Nhưng mà bây giờ là nó đã ở trong những cái giai đoạn cuối của cuộc đua Tổng thống. Thì tính từ năm 1936 cho tới bây giờ thì nó đã có mười mấy đợt, 13 đợt bầu cử Tổng thống. Thì hiện nay là ông Biden dựa vào những cái con số thống kê trung bình trên toàn quốc thì hiện nay ông đang dẫn đầu từ 10 cho tới 12%. Trong suốt 13 cái cuộc đua từ năm 1936 vừa cho tới hôm nay đó thì chỉ có 5 lần là cái người mà thách đố, có nghĩa là cái người mà tranh cử với đương kim tổng thống là dẫn đầu. Mà cái người mà dẫn đầu nhiều nhất trong lịch sử là ông Bill Clinton. Khi ông ra tranh cử với Tổng thống Bush thì ông dẫn đầu mà chỉ có 5% thôi. Nhưng mà ông đã chiến thắng phải không? Mà ông đã thắng, tại vì cái thời ông Clinton thì ông đã thắng ông Tổng thống Bush. Còn bây giờ ông Biden thì dẫn trước ông Trump tới 10%, tới 12%. Rồi có nghĩa là ít nhất là 10% mà nhiều nhất là 14%. Có nghĩa là trung bình đang là dẫn đầu tới 12%. Nhưng mà trong một cái chương trình trước đây thì tôi nhớ là chúng ta có thảo luận về cái con số thăm dò dân ý, là thứ nhất á, là sau cái cuộc tranh cử hay là bầu cử, kết quả bầu cử của bà Bill Clinton, bà Hillary Clinton thì cử tri có vẻ như là người ta coi như là vẫn còn rất là dè dặt với những cái con số đó. Đó là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai là cái con số dẫn đầu ở trên toàn quốc thì đặt ra nó không có nhiều ý nghĩa bằng những cái con số dẫn đầu ở những cái tiểu bang chiến trường. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào những cái con số ở các cái tiểu bang chính trường á, thì là ông Biden vẫn đang dẫn đầu trong 8 cái ghế bấp bênh, hay là 8 cái ghế mà ngã nghiêng đó, có nghĩa là trong như chúng ta đã có dịp thảo luận là tuy là nó có 50 tiểu bang và có tổng cộng là 538 lá phiếu cử tri đoạn, vị ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu thì sẽ thắng. Tuy là nói như vậy nhưng mà đa số các tiểu bang thì họ bầu cho đảng nào thì họ vẫn bầu cho đảng đó từ trước tới giờ. Nó chỉ có 8 cái tiểu bang chiến trường là họ ngã nghiêng, có lúc họ bầu cho đảng này, có lúc họ bầu cho đảng kia. Thì trong 8 cái tiểu bang chiến trường đó thì ông Biden vẫn còn đang dẫn đầu trong 7 cái tiểu bang đó. Ông Trump chỉ có dẫn đầu một cái tiểu bang nhỏ nhất là Iowa, chỉ có 8 phiếu mà thôi. Thành ra cái xác suất để mà ông Trump coi như là bơi ngược dòng để chiến thắng kia này đó có vẻ như nó không có cao lắm. Nhưng mà mặc dù vậy thì ông vẫn tiếp tục viện dẫn các con số thống kê như thân vừa mới nói của cuộc bầu cử hồi năm 2016, khi mà hầu hết mọi người đều nghĩ là bà
Hillary Clinton sẽ làm nên lịch sử khi trở thành nữ tổng thống đầu tiên, thì kết quả cho thấy là ông Trump đã chiến thắng vào phút chót. Và lần này khi ông trở lại chặng đua cuối cùng, chặng đua nước rút này, thì ông cũng đã lập tức có mặt tại tiểu bang chiến trường mà ông đang dẫn đầu, đó là Iowa, để mà có cuộc gặp gỡ và tiếp xúc với cử tri, với hy vọng là 8 lá phiếu này sẽ được bảo toàn một cách không có bị sức mẻ gì. Và ngoài ra thì ông cũng sẽ vận động tại Michigan và Nevada là ba tiểu bang mà ông đã chọn để mà trở lại tranh cử. Tuy nhiên, cái cuộc tranh luận truyền hình lần thứ nhì dự phóng là diễn ra vào ngày 15 tháng 10 thì đã bị hủy bỏ và không biết là có dời sang tuần tới, có nghĩa là ngày 22 tháng 10 hay không thôi. Đó là cái cuộc tranh luận lần thứ ba, thì đúng như chị Hoàng nói, khi mà đưa ra cái so sánh với cái thời của bà Hillary Clinton, nhưng mà nó cũng có một cái vài điểm khác biệt là nó như thế này. Trở lại với cái thời của bà Hillary Clinton thì thật ra các cái con số thăm dò dân ý là họ đúng một phần. Họ đúng một phần ở đây đó là họ nói rằng là bà Hillary, họ cho bà Hillary là 52-48, có nghĩa là hơn ông Trump 4%. Thật ra là trên toàn quốc bà đã thắng hơn ông Trump hơn 3 triệu phiếu. Tuy nhiên đó, cái khổ là bà không có thắng đúng chỗ. Có nghĩa là cái chỗ mà không cần thắng quá nhiều thì bà lại thắng quá nhiều. Cái chỗ cần thắng thì bà lại thua rất là xích sao, thậm chí bà chỉ thua chỉ một có vài phiếu mà là mất đi là nhưng cái mà mất đi cử cả tri đoàn. Cái lá phiếu cử tri đoàn. Thì đó là cái điểm khác biệt thứ nhất. Cái điểm khác biệt thứ hai là cái tỷ lệ mà dẫn xa của bà Hillary Clinton đối với ông Trump lúc đó nó rất là nó không có xa lắm, có nghĩa là 52-48 thì thật ra nó xê dịch không có nhiều, trong khi kỳ này thì ông Trump ông dẫn, ông Biden ông dẫn khá xa. Cái điểm khác biệt kế tiếp nữa là trong cái đợt bầu cử đó nó không có một cái đề tài nào mà nó gọi là nó áp đảo. Thông thường trong các cuộc bầu cử của tổng thống, các cuộc bầu cử của nước Úc của mình cũng vậy, kinh tế lúc nào cũng là cái đề tài quan trọng nhất. Và nếu như không có cái nạn dịch COVID-19 này thì tôi nghĩ là tổng thống Trump đã được rất là nhiều cái điểm lợi, là ông có thể áp dụng cái khẩu hiệu kinh tế để dùng làm cái đòn bẩy tranh cử. Tuy nhiên cái kỳ này thì cái kinh tế đối với cử tri người Mỹ thì nó lại không quan trọng bằng mà sức hỏi, khỏe của người dân mà Mỹ. Mà khỏi cái đề tài nào là quan trọng nhất thì họ nói là cái COVID-19. Và khi mà làm ra những cái con số thăm dò đó thì cái đề tài nào đối với cử tri là quan trọng nhất thì đại đa số cử tri của người Mỹ gần 40% họ nói là COVID-19, trong khi kinh tế thì chỉ có 20 mấy% thôi. Thành ra là nó là một cái điểm vô cùng bất lợi cho tổng thống Trump. Một cái điểm bất lợi thứ ba nữa là trong suốt cái thời gian qua đó thì cái vấn đề mà gây quỹ tranh cử thì bên cái nhóm của ông Biden họ kiếm được rất là nhiều tiền, nhà sự ủng hộ của cựu tổng thống Barack Obama nữa. Vâng. Và trong những cái tiểu bang chiến trường đó, tôi đưa đơn cử thí dụ cái tiểu bang Florida là một trong những cái tiểu bang ngã nghiêng mà tới 29 phiếu, thì ông Biden là trong cái tháng vừa qua, trong tháng 10 vừa qua đó, là bên nhóm ông Biden là họ đã chi ra 50 triệu, trong khi bên tổng thống Trump chỉ chi được có 30 triệu thôi. Có nghĩa là nó cách nhau cỡ khoảng gần 2/3. Có nghĩa nếu mà dùng tài chánh để mà thuyết phục cử tri thì nhóm của ông Joe Biden cũng đã chi tiêu nhiều hơn tổng chi thống tiêu Trump nhiều rồi. Hơn là tại vì họ gây quỹ được nhiều hơn, trong khi đó tổng thống Trump là gây quỹ được hết hơn rồi lại bị bệnh mất đi một cái khoảng thời gian 10 ngày rất là quý báu. Và cái tiểu bang thứ hai là Pennsylvania, là cái tiểu bang này cũng là 20 phiếu. Thì bên ông Biden ông chi tới 30 triệu, trong khi ông Trump chỉ chi được có 10 triệu. Có nghĩa là cách tỷ lệ là 1/3. Thì trong những cái ngày cuối này đó, những cái đợt tiền bạc để mà quảng cáo ở trên TV, chúng ta cũng hy vọng một cái ngày nào đó Úc cũng là chi tiền nhiều như vậy để việc Fest TV cũng được quảng cáo mà sôi nổi như vậy thì nó rất là hay biết mấy. Thì tuy nhiên đó, trong những cái đợt tranh cử ở bên Mỹ nó tốn rất là nhiều tiền, mà cử tri nào họ cảm thấy là cái ứng viên mà họ thích thì họ sẵn sàng ủng hộ, họ chi tiền. Thì đó cũng là cho thấy những cái điểm lợi và bất lợi trong đi vào cái thời điểm cuối cùng của cái cuộc đua nước rút này. Qua sự phân tích vừa rồi của luật sư Thân thì chúng ta thấy rõ ràng là Tổng thống Donald Trump đã cố gắng hết sức để mà có thể trở lại cái cuộc vận động tranh cử của mình sau chỉ vỏn vẹn 9 ngày điều trị COVID-19. Thế nhưng cơ hội phía trước và con đường đi phía trước trong vòng 2 tuần lễ cuối cùng này quả là vô cùng khó khăn với những gì mà ông Trump đang gặp phải. Ngược lại thì
đảng Dân Chủ đối lập hiện nay, hình như là ông Joe Biden đang gặp vận may khi mà chúng ta thấy là liên tục những cái sự việc xảy ra đã làm cho cử tri, lá phiếu cử tri ủng hộ cho ông ngày càng gia tăng, cộng với người ứng cử viên nữ phó tổng thống cũng là một trong những điểm cộng cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử lần này, phải không thưa? Đúng vậy, một trong những cái điểm mà tôi nghĩ nó cũng khá thú vị trong cái đợt bầu cử kỳ này đó là ở bên Mỹ thì sắp xỉ có khoảng dân số có khoảng chừng 300 triệu, trên dưới 300 triệu thì cái số lượng cử tri đi bầu, ở bên Mỹ thì không có bắt buộc đi bầu giống như bên Úc của mình ở đây. Thì cái số lượng cử tri đi bầu thì người ta ước lượng thông thường là cỡ khoảng phân nửa, cỡ khoảng chừng 150 triệu. Thì cái kỳ này đó, cái số lượng mà cử tri đi bầu sớm nó rất là nhiều, rất là đông, ước lượng lên tới gần 1/3. Dạ, có nghĩa là khoảng 50 triệu người đã đi bầu. Đúng vậy, có nghĩa là họ đã đi bầu sớm. Bầu sớm ở đây là gồm, cũng giống như Úc ở đây mình có cái việc mà gọi là đi bầu trước cái ngày bầu cử đó, thì thông thường ở đây họ mở cửa trước 2 tuần. Nhưng mà ở bên Mỹ có mỗi tiểu bang, tùy theo mỗi tiểu bang, bây giờ các tiểu bang họ không có muốn mọi người dồn vô vào cái ngày bầu cử, dồn vô quá nhiều thì họ mở cửa rất là sớm, ai cũng có thể đi bầu sớm được. Rồi lại bầu qua bưu điện như chúng ta đã biết. Thì bây giờ cái số lượng mà người bầu cử người ta đã ước lượng lên tới 1/3 là gần 50 triệu người đã bỏ phiếu rồi. Mà một khi họ đã bỏ phiếu rồi đó thì trong cái nhóm này đó lại là ước lượng những cái người nào mà có khuynh hướng bầu cho đảng Dân Chủ thì họ lại muốn đi bỏ phiếu sớm. Là tại vì họ nghe theo lời khuyên của đảng Dân Chủ là đừng có tụ tập đông người, rồi phải đeo khẩu trang, rồi phải giữ cái khoảng cách 1,5 m vân vân và vân vân. Thì họ sợ, họ không có muốn vào cái ngày đó họ đi chung đúc vào một đống người, thì cái ước lượng đó trong cái số bầu sớm đó là 2/3 là sẽ bầu cho đảng Dân Chủ đang giữ được những con bài rất là an toàn. Đúng vậy, có nghĩa là họ có nhiều cái lợi thế, thành ra cái kỳ này đó là cái xác suất mà để ông Trump ông bơi ngược dòng và ông thắng cái kỳ này đó thì phải nói là nó tương đối khá khó khăn. Nhưng mà vì người nào cũng bị cháy cái cuộc bầu cử của bà Hillary Clinton, thành ra không có ai dám mạnh miệng để mà tiên đoán cái gì hết. Người ta giữ ở trong bụng như vậy, nhưng mà đại đa số thì họ đều nghĩ là ông Trump sẽ thua. Nhưng mà nói ra thì không ai dám nói, là tại vì họ sợ bị mất uy tín. Vì cái kinh nghiệm vào năm 2016. Vâng, và chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn tiến của cuộc vận động tranh cử giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden trong 2 tuần lễ sắp tới, trước khi ngày 3 tây tháng 11 diễn ra. Và một phần thông tin trong chương trình ngày hôm nay mà Kim Hoàng cũng muốn gửi đến cho quý vị không phải là từ Mỹ mà là từ châu Á, và cụ thể hơn là từ Bắc Hàn. Khi mà ngày 10 tây tháng 10 vừa qua, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã có một bài diễn văn và cũng đã trình làng một loại vũ khí mới. Và trong cái bài diễn văn thì những cái phản ứng tình cảm, những cái giọt lệ của ông Kim Jong-un đã làm cho thế giới rất là ngạc nhiên. Có lẽ đây là những hình ảnh đầu tiên mà thế giới nhìn thấy một cái vẻ yếu đuối và tình cảm như vậy. Nhưng mà theo sự phân tích của các chuyên gia thì đây có lẽ là những cái giọt nước mắt cá sấu, phải không thưa anh? Vâng, ông Kim chắc là thấy ông còn trẻ như vậy mà ông ta phải nói rất là khôn ngoan. Chứ ông ta không có nói là ngây thơ, nhưng mà mình nghĩ như vậy cũng không phải là cái loại người mà dễ dàng gọi là một cái loại người mà mang tình cảm ước ác. Tại vì tuy là ông nhỏ lệ như vậy nhưng mà ông đã trình làng ra một cái loại hỏa tiễn mới. Thì vào năm 2017, Bắc Hàn đã thử nghiệm 2 lần hỏa tiễn gọi là Hoa Song 14. Thì cái loại hỏa tiễn này đó, nó có một cái tầm là 10.000 km. Và với cái tầm 10.000 km này đó thì nó sẽ đi đến được tất cả mọi thành phố ở châu Âu và một số thành phố của Mỹ. Thì vào cái ngày 10 tháng 10 vừa qua, kỷ niệm 75 năm ngày quốc khánh của họ đó, như chị Hoàng mới vừa trình bày, thì ông đã cho trình làng cái loại hỏa tiễn Hoa Song 15. Thì cái loại hỏa tiễn này nó có cái tầm mức là 13.000 km. Và với 13.000 km thì cái hỏa tiễn này nó có thể đi đến gần phân nửa các cái thành phố và các tiểu bang của Mỹ. Thì bây giờ cái vấn đề mà được đặt ra là như thế này, là như chúng ta biết á, khi mà Tổng thống Trump mới vừa nhậm chức thì lúc đó thì rất là, mình thấy là hai bên đấu khẩu với nhau rất là gay gắt.
và hai bên rất là căng thẳng, và thậm chí là một số người còn tiên đoán là sẽ có chiến tranh xảy ra. Nhưng mà rồi sau đó thì họ đã có một cái thượng đỉnh ở Singapore vào tháng 6 năm 2018 và một cái ở Hà Nội tháng 2 2019. Rồi sau đó là coi như mọi chuyện đấy im lìm. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề mà mọi người đặt ra đó là trong lúc Mỹ đang lu bu với những cái chuyện này thì Bắc Hàn ngày càng muốn hợp thức hóa để cho thế giới biết và cũng như cho Mỹ biết bây giờ họ là một quốc gia có vũ khí nguyên tử và phải có nghĩa là mong muốn được đối xử như là một quốc gia ở một cái tầm mức xứng đáng. Có nghĩa rằng họ phô trương ra những cái sức mạnh quân sự, đồng thời họ cũng lấy những cái điểm yếu là có nghĩa Triều Tiên đang trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn về thiếu thương thực phẩm là bởi vì những cái cấm vận của Hoa Kỳ để mà gieo tiếng oán cho Hoa Kỳ. Đúng vậy, nhưng mà cái trở ngại theo tôi nghĩ ở đây đó, cái mà hiện nay thế giới mà vẫn chưa có đặt nặng cái vấn đề này là cái sự việc này càng để lâu thì cái chiều hướng mà thế giới mong muốn một Bắc Hàn không có vũ khí nguyên tử hay là giải giới vũ khí nguyên tử thì nó lại càng không xảy ra. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra đó là có cái hoa sen mượn cái Hoson 15 này thật sự đây là một cái loại vũ khí thật hay là một cái mô phỏng mà thôi? Là bởi vì khi chúng ta nói về cái Hoson 14 trước đây vào năm 2017 thì đã có hai lần thử nghiệm, trong khi lần này chỉ là đưa ra trình làng thôi mà chưa hề trải qua một cái lần thử nghiệm nào hết, thì quả đây có phải là sự thật hay không? Vâng, thì cái đây có nghĩa là không có ai mà phủ nhận rằng là Bắc Hàn đã có những cái bước tiến triển, có nghĩa là kể từ khi mà họ bắt đầu đi theo cái con đường phát triển vũ khí hạt nhân và đặc biệt là hỏa tiễn có mang đầu đạn hạt nhân. Thì từ Hoa Sông 14 với cái tầm mức là 10.000 cây số rồi tăng lên Hoa Sông 15 tới 13.000 cây số thì tôi cũng không nghĩ là nó quá khó khăn để vượt qua cái khả năng của họ. Nhưng mà cái ý mà tôi muốn nêu ra ở đây đó là khi Tổng thống Trump lên thì một trong những cái mục tiêu ngoại giao là làm sao để giải giới vũ khí hạt nhân đối với Bắc Hàn. Thì cái mục tiêu đó coi như cho tới bây giờ chúng ta phải nói là nó đã thất bại. Và cái câu hỏi được đặt ra là nếu như sau cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới đây thì liệu Mỹ, cho dù là Tổng thống Trump tái đắc cử hay là Tổng thống Joe Biden đắc cử, thì sẽ có một cái chính sách nào mới có hiệu quả hơn để đạt được cái mục tiêu đó hay không? Thì cho tới bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có nhìn thấy cái bất cứ một bên một cái đảng nào đưa ra một cái chính sách đối với Bắc Hàn. Và nếu như vậy, cái chiều hướng vẫn tiếp tục là Bắc Hàn sẽ phát triển được thêm những cái loại vũ khí nguyên tử tầm xa, thì liệu lúc đó càng ngày Hoa Kỳ lại càng phải khó khăn hơn và thậm chí đã đến một cái giai đoạn nào đó thì Hoa Kỳ lại phải nói rằng là cái chuyện mà an ninh ở châu Á là của châu Á, Hoa Kỳ sẽ không có sẵn sàng hy sinh một cái thành phố nữ ước, một cái thành phố New York hay là thủ đô Washington chỉ vì để bảo vệ cho Nam Hàn hay là bảo vệ cho Nhật. Thì đây là những cái câu hỏi vô cùng quan trọng mà rất là đáng tiếc là chúng ta không nhìn thấy có những cái cuộc tranh luận đi vào thực chất của giữa hai ứng viên để xem thử coi là ứng viên nào có cái chính sách hiệu quả đối với Bắc Hàn. Chúng ta không thể nào trông chờ vào những cái chính sách của Tổng thống Trump hoặc là ông Joe Biden bởi vì nó đã gần sát tới ngày bầu cử rồi. Nhưng mà thái độ của Bộ Quốc phòng Mỹ sau ngày 10 tháng 10 là như thế nào, cũng như các quốc gia láng giềng là những nạn nhân nếu mà có xảy ra chiến tranh nguyên tử sẽ ảnh hưởng trực tiếp, đó là Nam Hàn và Nhật Bản, thưa anh? Cho tới bây giờ thì tôi vẫn chưa thấy có những cái lời tuyên bố chính thức nào của Mỹ lên tiếng lên án hay là kêu gọi Bắc Hàn phải thay đổi chính sách gì cả. Chỉ có những cái bài tường thuật của một số các cái cơ quan truyền thông nói là Tổng thống Trump không có hài lòng với cái người bạn của mình. Là sau những cái cuộc mà gặp gỡ nhau đó thì ông Kim Jong-un đó, ông lại bắt đầu ông viết rất là nhiều cái bức thư gửi cho Tổng thống Trump. Và những cái bức thư đó thì ông vuốt ve rất là ngọt ngào. Chúng ta là thư tình. Những cái người bạn rất là thân tình. Thì một lần nữa thì nó cũng cho chúng ta thấy cái chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump dựa vào tình cảm cá nhân. Tại vì Tổng thống Trump ông cho rằng ông là một người làm ăn. Ông thích coi như là gặp thẳng, điêu thẳng với nhau, thương lượng thẳng rồi tạo ra những cái mối thân tình hữu hảo. Giống như ông gọi ông Tập Cận Bình là bạn thân. Nhưng mà cho chúng ta nhìn thấy bây giờ những cái chính sách ngoại giao mà đi vào thực chất thì nó đòi hỏi nhiều hơn như vậy.
Vâng, và chắc chắn đây sẽ là một bài toán vô cùng khó khăn cho bất cứ ai đắc cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới, cho dù là Tổng thống Trump tái đắc cử hay là ông Joe Biden của Đảng Dân Chủ đắc cử, thì vấn đề đối phó với Bắc Hàn vẫn sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu sau khi thế giới đã nhìn thấy cái màn phô diễn vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, và tất cả các chuyên gia trên thế giới đều đã công nhận loại hỏa tiễn mà Bắc Hàn vừa phô diễn là một trong những cái vũ khí cho tới thời điểm này là lớn nhất trên thế giới, phải không thưa? Vâng, và cái điều mà tôi lo ngại là như thế này, là trong cái mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thì Bắc Hàn lúc nào cũng là một con cờ vô cùng quan trọng. Mà nếu như Mỹ phải có thể nói là xuống nước, năn nỉ hay là nhờ vả Trung Quốc, nhờ vả Bắc Kinh kiềm chế Bắc Hàn trong cái quan hệ bang giao thì vô tình nó lại cho Trung Quốc một cái lá bài, một cái con bài để mà đặt vấn đề hay là mặc cả với Mỹ. Và trong cái vấn đề mặc cả đó, có thể là Mỹ sẽ phải nhượng bộ ở những cái mặt khác mà chúng ta đã có thảo luận qua, như vấn đề ở Biển Đông. Và nó cũng có một cái điểm mà có lẽ trước khi chấm dứt chương trình thì tôi cũng sẽ được nêu ra đó. Hồi nãy chúng ta có nói về cái tỷ lệ mà cái là cái xác suất Tổng thống Trump có thể bơi ngược dòng để chiến thắng trong cái cuộc bầu cử này. Thì hiện nay thẳng thắn mà nói thì đối với tất cả các cái con số thăm dò và cũng như cái lời bình luận của các chuyên gia đó, thì họ đều cho cái xác suất đó rất là thấp. Nó chỉ trừ một điểm là nếu như có xung đột quân sự xảy ra trong eo biển Đài Loan. Là trong thời gian vừa qua thì chúng ta biết là Trung Quốc đã liên tục đưa máy bay xâm nhập vào không phận của Đài Loan. Mà nếu như lỡ ra có một cái cuộc xung đột nào đó, và giữa Mỹ và Trung Quốc có một cái cuộc xung đột, thì cái xác suất thành công thông thường nó tính là bằng 5% cái tỷ lệ số phiếu bầu cử ủng hộ dành cho Tổng thống đương nhiệm. Có nghĩa là nếu chiến tranh thế giới lần thứ 3 xảy ra sẽ là cơ may cho Tổng thống Trump trong ngày 3 tháng 11 sắp tới. Thậm chí đã có một nhà báo họ nói rằng chỉ có một cái cơ hội duy nhất là Tổng thống Trump có thể thắng cử là nếu như có đụng trận với lại Trung Quốc ở Biển Đông hoặc là trong eo biển Đài Loan trước ngày bầu cử. Súng sẽ nổ ra chứ không phải là chỉ kình nhau mà thôi. Đúng rồi. Cảm ơn anh Thân đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn chị Hoàng, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của VietFirst TV. Chị Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Thời sự vào tuần tới.